ơi. Sao anh? Ủa sao tự nhiên ra nay bắt anh đạp xe đạp chở em đi vòng vậy? Thì anh cứ đi đi, em chỉ đường mà. Trời, mày đặt cái bong bóng trái tim đồ, đừng nói thích thích tôi nha. Anh thấy lãng mạn. Không có dễ đâu nha, tôi cũng có giá của tôi đó. Trời ơi, tự tin quá. Ủa mà giờ đi đâu? À, đến một nơi có một cái không khí mát mẻ hơn Sài Gòn mình. Lãng mạn quá ha, ở đâu dạ, vậy? Dạ, lãng mạn lắm. Ở đâu? Đà Lạt anh. Cái gì? Đà Lạt. Ủa làm sao đi Đà Lạt với cái xe đạp này? Không thể, là điều không thể. Sao không thể? Nè em thương anh, em muốn cho cái hình ảnh của anh xuất hiện thật là đẹp, thật là điển trai trên chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Mà anh nói là anh ăn nhiều quá, cái bụng anh bự, nên là em giao cho anh chiếc xe đạp chạy lên Đà Lạt để giảm cân. Anh đội ơn em, anh đội cái ơn đức đó của em. Thôi bây giờ cho anh về lại vị trí đúng của mình được không ý? Được. Bớt dìm hàng anh nha. Ừ. Anh khổ suốt mấy tập rồi đó em. Ừ. Vậy nha. Em cho phép anh đó. Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với ba thủ lĩnh của ngày hôm nay. Đầu tiên, xin mời nữ diễn viên Sam. Sam là một trong những hot girl nổi tiếng đời đầu vẫn còn bám trụ với hoạt động nghệ thuật cho tới tận bây giờ. Với vẻ ngoài đáng yêu trẻ trung bất chấp thời gian, Sam gây ấn tượng trong vai trò diễn viên với hình tượng trong sáng trẻ trung. Ngoài ra, cô còn hoạt động trong vai trò MC, DJ, đồng thời tham gia rất nhiều game show trong thời gian hiện tại. Hello. Và tiếp theo, nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm xuất thân trong vai trò diễn viên. Sau khi tham gia hàng loạt cuộc thi hài, Bảo Lâm đã gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như tình cảm của quý khán giả. Với tài hoạt ngôn và khả năng ăn nói trời phú, hy vọng Lê Dương Bảo Lâm sẽ dùng tài hoạt náo của mình để đại náo Đấu Trường Âm Nhạc. Vị thủ lĩnh thứ ba của chúng ta quay trở lại với một vai trò mới, đó là vai trò thủ lĩnh, khác với lần trước là vai trò đấu sĩ. Xin được giới thiệu diễn viên Ngọc Thuận. Ngọc Thuận từng là sinh viên trường cao đẳng sân khấu điện ảnh, có ngoại hình sáng đẹp, đến với Đấu Trường Âm Nhạc lần thứ hai từ vị trí đấu sĩ. Liệu lần này thủ lĩnh Ngọc Thuận sẽ tung chiều thế nào đây? Và xin cảm ơn ba thủ lĩnh đến với chương trình ngày hôm nay. Anh Thuận, tại sao ngày hôm nay anh lại đến với chương trình với một tư cách khác là một thủ lĩnh? Cho nói cảm xúc đầu tiên nha, thấy các vị giám khảo nhìn rất là hồi hộp giống như lần trước thi vậy đó. Em nhớ lần trước là hình như là anh Thuận vẫn chưa được hát đúng không? Đúng rồi, lần trước Thuận cũng chưa được hát mặc dù được xuống đây rồi. Hôm nên nay... lần này Thuận đã viết thư nè, gửi mail nè, làm tất cả mọi thứ để được chương trình mời lại đây. Sự chặt chém nhẹ với đôi giày của anh hình như là cũng khá là chặt chém MC của ngày hôm nay. Giờ chân lên thôi. Trời ơi, đôi giày kìa. Đôi giày đinh dễ thương đúng không? Ngày hôm nay ai mà cản đường là đôi giày đinh này xuất liền. Làm ơi Lâm, có khi nào mình có thể đổi được đôi giày với nhau không? Chứ nó cũng vô cái áo này. Thôi bỏ đi anh, cho cái áo này được. Ngày hôm nay có mặt ở đây thì Sam rất là vui và rất là, phải nói là rất là hứng khởi. Bởi vì như mọi người đã biết, âm nhạc là sở trường của Sam. Và thực sự là đến đây thì ngày hôm nay được làm thủ lĩnh nữa thì không có gì vui sướng bằng hết. Và Sam sẽ dùng cái đam mê âm nhạc của mình, cái máu âm nhạc ở trong mình để có thể chiến thắng được hai đối thủ. Ủa, em hát được hả Sam? Thực sự, dòng nhạc chuyên của em là Bolero. Hát thử một đoạn đi nghe. Sam kêu đam mê là âm nhạc, cái khán giả cười hà 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 kìa. Sao vậy? Ủa, sao vậy mọi người? Giờ hát chứng tỏ luôn đi Sam. Làm câu đi Sam. Làm một câu đi. Em đi trên cỏ non nè. 2, 3. Không, thật sự là hát rất là hay. Nhưng mà mọi người thông cảm vì ngày hôm nay là giọng của Sam hơi bị khàn một chút xíu. Chứ bình thường, thật sự nếu mà Sam nói thật là Sam hát là sợ mọi người sẽ mê. Bé bị bệnh, mọi người sẽ mê. Bé bị bệnh, rồi. Quy xin được phép phổ biến luật chơi của chúng ta như sau. Trên sàn đấu bao gồm có 3 căn phòng, tương đương là phòng số 1, phòng số 2, phòng số 3. Bên trong sẽ bao gồm 3 đấu sĩ cho mỗi căn phòng. Khi bài hát được cất lên, các bạn phải lắng nghe thật kỹ xem đấu sĩ nào có giọng hát hay, phù hợp với mình và chạy ngay đến phòng đó để giành quyền ưu tiên, được không ạ? Các đấu sĩ sau khi bước ra sàn đấu sẽ đấu loại trực tiếp với nhau. Đấu sĩ thua sẽ bị rớt vào hố đen vũ trụ ở hai bên đây. Trời ơi. Thôi.
Ê, thủ lĩnh có bị rớt không? Không, yên tâm. Tại vì cũng đồ cũng nhiều, đồ nhiều tùm chỗ lum. Nhưng mà nếu mà thủ lĩnh thích thì chương trình có thể cho thủ lĩnh rớt thử. Rớt thử. Không, cảm ơn. Ủa nhưng mà đồ là đồ gì Lâm? Nãy Lâm nói cái đồ gì vậy? Dạ răng sứ này nọ thì cũng mới đáp vô thôi, nó chưa có chắc lắm. Mà nếu như đấu sĩ nào chiến thắng sẽ được quyền lựa chọn đấu sĩ còn lại từ hai đội thua. Nhưng quyền lựa chọn bài hát sẽ nằm ở đội còn lại. Và nếu như các vị thủ lĩnh cảm thấy là đấu sĩ của mình không có phù hợp với bài hát đó không có đúng sở trường với đấu sĩ của mình, thì có quyền lựa chọn áp chủ bài là những giọng ca thực lực để cứu đội của mình. Còn bây giờ Khoan, chưa có tiền thưởng. Tiền thưởng hả? Tiền thưởng là sao nè? Kệ anh em ơi, Sam cũng nghĩ giống anh dạ, đúng không? Tiền thưởng sao mọi người? Đừng nói không có tiền thưởng nha. Có chứ. Có đúng không? Trị giá 20 triệu đồng. Wow, 20 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc mở màn của chương trình dành cho sự lựa chọn đấu sĩ của các thủ lĩnh. Ca khúc mở màn xin được phép bắt đầu. Ba thủ lĩnh luôn. Mai màu kết thúc cuộc tình này là chấm hết. Chỉ còn lại mình anh thôi. Ơi bao nhiêu tháng năm cũng theo dần trôi. Cố đếm chỉ còn lại là nước mắt. Ủa anh đã rồi. Thêm đau, cứ chia tay khiến ta bớt đau. Thật khó quên được em sao? Cứ thấy nôn nao nhớ đến cô cao quên. Vị thủ lĩnh ở trước mặt chúng ta là 13 vị giám khảo. Họ là những nhạc sĩ, những giảng viên thanh nhạc có chuyên môn trong giới âm nhạc. Họ sẽ là người cầm cân nảy mực trong chương trình của chúng ta. Và tiêu chí chấm điểm của chúng ta đó là 50% thuộc về giọng hát và 50% là khả năng trình diễn và sức hút ở trên sân khấu. Thưa 13 vị ban giám khảo, em có một đôi lời muốn gửi như nhắn tới lại 13 vị ban giám khảo. Bản ảnh đó, bản ảnh đó. Thì như là 13 vị đã thấy, em là một cô gái vô cùng mỏng manh và yếu đuối. Hồi nãy mọi người cũng thấy là em đến chương trình mình với một tinh thần gọi là vui nhộn và hòa đồng. Không như hai bạn nam kia, dùng sức khỏe, dùng cơ bắp của mình và dùng sự nhanh nhẹn để có thể ức hiếp một cô gái nhỏ nhắn như em. Và em hy vọng là với cái sự gọi là friendly của mình và cái sự gọi là nữ tính của mình, thì hy vọng là 13 vị ban giám khảo sẽ ủng hộ cho em thật đúng nhiều. Rồi, sẽ ủng hộ cho Sam. 13 vị giám khảo sẽ ủng hộ cho đội của Sam lọt xuống nhanh nhất. Dạ thưa 13 vị giám khảo, nếu như mà ngày hôm nay em may mắn được 20 triệu thì em sẽ trích ra là 13 triệu và một người 1 triệu uống trà sữa nha mọi người ơi. Dạ em cũng có đôi lời nhắn nhủ với 13 vị giám khảo của em. Dạ, bớt nảnh dùm, chương trình mình quá à. Cái gì mà không lo nghĩ chiến thuật mà cái gì mà đi mua chuột không vậy? Bây giờ chúng ta sẽ lần được được gặp gỡ các đấu sĩ của mình. Đầu tiên xin mời các đấu sĩ ở phòng số 1 của diễn viên Ngọc Thuận ạ. Lời đầu tiên cho phép em xin đại diện đội chào gửi lời chào đến tất cả quý vị ban giám khảo, hai anh chị MC và tất cả quý vị khán giả đang có mặt trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Linh Khê ạ. Em là Poppy Nhật Liêm. Em là Uông Vĩnh Quang ạ. Và trước kia khi đến đây thì em cũng tự cảm thấy nhóm em men nhất. Nhưng mà khi mà bước đến trường quay rồi, nhìn thấy tất cả các đội chơi rồi thì tụi em tự nhiên suy nghĩ lại. Tụi em suy nghĩ lại là không ai men bằng tụi em, cho nên là tụi em quyết định đặt tên nhóm tụi em là Manly. Oh. Anh
Thuận ơi, lần trước là anh cũng đứng ở vị trí này luôn, nhưng mà với vai trò là đấu sĩ của đội chị Lâm Vĩ Dạ đúng không? Đúng rồi. Và ở cái bài hát này thì Dạ xin chọn Ác Chủ Bài. Wow. Nhưng mà đây muốn hát. Không cho hát luôn. Thấy thương quá thôi anh về chỗ đi. Cho vui cho hát đi. Về chỗ đi anh ơi. Anh phải về với em. Chương trình này không mời anh tới để hát Thuận ơi. Lần này cũng lại chọn cái phòng này luôn. Anh cảm giác như thế nào? Tại vì muốn chọn lại cái phòng này để mình thử lại một lần nữa vận may của mình xem sao. Với lại là lần trước ở đây đứng lâu nhất cho nên là nghĩ lần này cũng được đứng lâu nữa. À, phong thủy đấy hơn. Và tiếp theo là phòng số 2, cái đấu sĩ của thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm. Xin mời ạ. Cô đẹp trai quá. Rồi đúng rồi. Rồi đúng rồi. Quá trời. Đẹp quá. Lời đầu tiên cho phép Kiều Anh, Tăng Phúc và Hoàng Nhật Minh, Bảo Lâm được gửi lời chào trân trọng đến ban giám khảo và ba thủ lĩnh, quý vị khán giả có mặt tại trường quay và quý vị khán giả đang xem màn hình nhỏ. Lời chào trân trọng nhất ạ. Hay quá em ơi. Em xin được đại diện giới thiệu nhóm em tên là Đẹp. Hay chưa Đẹp? Tại sao nhóm mình tên là Đẹp? Dạ, mọi người hãy nhìn đi, tất cả các thành viên là đây, 4 người. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Có bè. Đúng rồi, hãy nhìn bốn cái sống mũi đi, nó rất là đẹp. Cao. Không hợp luôn rồi, trời ơi tôi không hợp nhóm tôi rồi, trời ơi. Kịch bản cho em nghe đó. Và nhóm Đẹp xin mọi người hãy ủng hộ nhóm Đẹp nha mọi người ơi. Và bây giờ cuối cùng đó chính là cái đấu sĩ của đội thủ lĩnh Sam. Xin mời bước ra sân khấu ạ. Forget me, I beg, I remember you say. Sometimes life's love, but sometimes it hurts instead. Trời mới ra múa quá vậy. Yeah, hung nữa. Em biết nhóm em tên gì Sally rồi. Em là Nhật Quốc. Mình là Tấn Sang. Mỗi người chúng mình đều có một cá tính, một màu sắc khác nhau, nhưng cùng chung một đam mê cháy hết mình với âm nhạc. Chúng tôi là team Captain. Bé vừa nó dẻo quá ha. Em làm lại mấy cái động tác cho anh coi. Sám đăng quang kìa. Sám đang đăng quang bánh kìa. Em múa dân gian ha, múa gì vậy cưng? Đúng rồi. Em múa nhiều thể loại vô. Anh đủ à? Em múa đủ luôn. Bé cũng đại quá ha, đại boy. Cảm ơn anh. Rồi và bây giờ sau khi tất cả các thủ lĩnh đã gặp gỡ cái đối sĩ của mình, và đây là thời gian cho các bạn bước vào trong để có thể bàn bạc tìm hiểu lẫn nhau để đưa ra một chiến lược thích hợp giành chiến thắng về đội của mình. Xin mời, bắt đầu bước vào trong ạ. Và như thường lệ, Will và Jimmy sẽ là người lựa chọn ca khúc ngẫu nhiên đầu tiên dành cho ba đội của chúng ta. Ba thủ lĩnh và các đấu sĩ hãy nhìn lên màn hình và khi thấy được tựa đề của ca khúc hãy nhanh tay ấn chuông giành quyền ưu tiên nha. Và bây giờ, ca khúc đầu tiên sẽ được phép công bố. Ca khúc Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Quan trọng người ơi từng thư mà và đầu tiên là đội của anh Lê Dương Bảo Lâm đã ấn chuông ạ. Thủ lĩnh chị gái. Yes. Và tiếp theo là đội của thủ lĩnh Sam. Có bấm mà nó không ăn hay sao vậy? Cái chuông nó bị hư hay sao á? Đội diễn à. Bấm diễn rồi. Không ăn. Đội anh không hát được thì anh nói đại không hát được anh nha. Bớt diễn giùm. Xin mời hai đội hãy lựa chọn ra đấu sĩ thi đấu đầu tiên ạ. Và đội của Lâm quyết định đưa cô gái gian lận nhất trong đội đây. Lời bài hát đã ghi sẵn trên đây. Ai hát lại bỏ. Này hỏi cô gái, ra thể hiện đi nào. Quá dữ luôn. Còn Sam, đấu sĩ của bạn là ai?
Với bài hát là Thương Nhau Lý Tơ Hồng thì Sam tự tin lựa chọn bạn sẽ thể hiện ca khúc này, đó chính là bạn Tấn Sang. Và trước khi mà ra sân khấu thì Sam đã truyền đạt bao nhiêu gọi là đam mê và những cái bài học, những cái tích lũy, những cái kinh nghiệm mà em đã có sẵn. Luyện thanh và sẵn sàng rồi. Tấn Sang à, em hãy cố gắng để thể hiện cái truyền thống âm nhạc của gia đình mình nha. Đừng có làm chị thất vọng. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ ra sàn đấu ạ. Cố lên em, dìu xuống. Và đây sẽ là phần thi đấu đầu tiên, như anh Lê Dương Bảo Lâm nói là đầu xuôi đuôi lọt. Mà anh Will, hả? Em thắc mắc không biết cái váy này ghi cái gì mà ghi nhiều dữ vậy anh? Đâu để em đọc cho mọi người coi. Bà lanh lắm. Nhà mới sướng nha, khi nào anh đủ tiền có nhà riêng anh rước em về ở cùng nhé. Lời bài hát Trận chiến mở đầu. Đội của thủ lĩnh Sam sẽ là đội đầu tiên thi đấu với đội của thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm. Nhìn trang phục quẩy bại của Kiều Anh, Tân Sàng có khớp tí nào không? Và bây giờ là phần thi đấu giữa đội cá tính của thủ lĩnh Sam và đội đẹp của thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm. Xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Hey! Từ miền Nam anh đưa ra Bắc, mang theo câu hò điều lý chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miền quê, em ra đón chàng với cả yêu thương. Đầy đưa ôm kiêu gia ngàn cơn, sông sao câu hò điều lý bến nàng ơi. Băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dính sông xuyên lấy chung tình. Quang hoàng người ơi tương tư mà chim sâu, sẽ chỉ luôn kim thiết theo chàng từ lâu. Ai đã qua cầu đôi mình, duyên tình đậm sâu. Quang hoàng người ơi tương tư mà chim sâu, đem hẹn lại lần thiết theo chàng một phen. Chương đội của anh Lê Dương Bảo Lâm. Nhưng mà đây chưa phải là kết quả cuối cùng đâu. Chúng ta hãy đợi kết quả trong giây lát nữa. Bây giờ nè, sao dựa vào những cái thủ thuật và những cái phao này thì là bạn đã chiếm được 6 điểm rồi đó. Em cũng cảm ơn thủ lĩnh em rất nhiều. Tại nãy em chép không có chép cái bài này, thủ lĩnh ngồi lại chép và dán lên cho em luôn á. Trời, cũng hơn là em bất trúng. Bé nó diễn. Diễn quá, bé diễn quá, chấm mới rớt giùm anh đi em. Sau khi truyền đạt lại những cái đam mê và những cái gọi là cái âm nhạc mà của gia truyền của bạn á, thì được một điểm đó, mày thấy chưa? Đó, nhờ em á Sam. Tấn Sang đang diễn đúng cái nét diễn của Sam. Tại vì Sam là một người phụ nữ rất là nhẹ nhàng, đầm thắm và trưởng thành. Thì cái nét diễn của Tấn Sang, tại sao bài này là một bài những cái Nam Bộ? Anh ấy thể hiện đúng một cái nét của người dân Nam Bộ rất thật thà, rất chất phác. Mọi người hãy nhìn gương mặt của Tấn Sang đi. Có phải rất thật thà, rất chất phác không? Sang ơi, bây giờ em hãy giữ cái khuôn mặt thật thà đó mà rớt xuống hố nha em. Và bây giờ kết quả phần thi của hai đấu sĩ
ở ca khúc đầu tiên. Xin được phép công bố. Quang hoàng người ơi, tương tư mà chim sâu sẽ chi luôn kim tiếp theo chàng từ lâu. Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của ngày hôm nay thuộc về đội của thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm và đội Đẹp. Rồi, xin mời bạn về chỗ. Và bây giờ là thời gian để thủ lĩnh Bảo Lâm cùng với đội của mình họp bàn xem sẽ chọn đối thủ nào của hai đội còn lại để thi tiếp với mình. Xin được phép hỏi ban giám khảo một vài điều được không ạ? Phần thi vừa rồi thì không biết là ban giám khảo đã chấm gì trên tiêu chí như thế nào ạ? Về phần thi hôm vừa rồi thì mình chọn đấu sĩ của Bảo Lâm là bởi vì là cái cách là thể hiện bài hát của bạn á là nó rất duyên dáng, và bên cạnh đó thì cái giọng hát cũng rất là ngọt ngào, phù hợp với là bài hát này. Quay trở lại với đội Đẹp của thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm, đối thủ tiếp theo từ hai đội mà anh chọn là ai? Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, này hỡi đối thủ Sam. Anh ơi, chúng ta là đồng nghiệp, tình nghệ sĩ. Hãy sống chan hòa với nhau anh ạ. Không em, ví dụ người ta dễ thương, ta ra ta giới thiệu dễ thương không nói gì, ra mà đặt múa mai hát đồ, một bà thì múa đương đại đồ này nọ, múa đủ múa em đủ lỡ dạy gì bạn em ơi. lỡ dạy gì? có lẽ nào trong chương trình lần này đội chúng tôi lặp lại kỳ tích lần trước là không bao giờ hát. Em quyết định chọn cậu bé ở giữa. Cố lên em, để coi múa đẹp hát đẹp không. Và bây giờ ca khúc mà đội của thủ lĩnh Sam sẽ chọn là ca khúc nào ạ? Đây là một sự lựa chọn và cũng là một thách thức của đội em dành cho đội của anh Lê Dương Bảo Lâm. Trời, tôi mệt bả ghê đó. Nói chuyện bớt chấn nhá đi em ơi, em bị diễn quá, cưng ơi, chuyện bình thường đi em ơi. Là một cái bài hát cũng là một cái thách thức của đội em dành cho đội anh. Bởi vì sao? Bài này là một bài của tông nữ, nhưng mà em muốn dành cho một bạn nam của đội em hát. Thì em nghĩ là với một cái sự lựa chọn này thì ban giám khảo sẽ dành nhiều ưu điểm và lợi thế hơn cho đội của em. Ban giám khảo lắc đầu. Ủa tại sao kỳ vậy? Tại sao chọn bài hát mà không có chọn bài hát nào phù hợp với giọng nam? Tại vì đấu sĩ ra đấu là bạn nam mà bên đây là nữ, lỡ chọn cái bài đó ưu thế bên đây nhiều hơn sao? Thì rõ ràng ai cũng biết đây chính là một cái ưu thế của đội bên kia. Nhưng mà hãy xem phần thể hiện của đội Sam như thế nào. Và ca khúc đó có tên là Cho Em. Lưu ý là tất cả chúng ta vẫn còn quyền át chủ bài sau khi nghe hiệu lệnh bắt đầu. Còn 3 giây đếm ngược, các bạn hãy chạy vào trong. Nếu mà chọn át chủ bài, nhanh tay ấn chuông nha. Rồi, bây giờ phần thi đấu của hai đội thủ lĩnh Sam và thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm xin được phép bắt đầu. Chị Kiều Anh, chị hãy đợi đó, rồi tôi sẽ phục thù chị. Sống máu nóng để yêu anh,
thằng bé nó dùng những khóm cơn cho cơ thể nó uốn éo mà đội bên đây không quan tâm, hiểu không em? Sam ơi, hả? Kỹ thuật biểu diễn là em dạy cho đồng đội em hả? Gì có mưa gì thôi. Bây giờ tỷ số đang là 5-2 nghiêng về đội của Lê Dương Bảo Lâm. Hay quá. Kính thưa quý vị, như hồi nãy Sam đã nói, với những sự nhấn nhá trong câu chữ cũng như hành động của Sam là thấy được là có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, đúng không Sam? Bây giờ Sam có thể nói là Sam cảm thấy là mình có lựa chọn đúng hay không? Sam, như là Sam đã nói từ ban đầu, Sam chưa bao giờ ân hận với bất cứ mọi quyết định nào của mình đưa ra. Như mọi người đã thấy, đội của Sam ngoài trừ giọng hát thì còn diễn xuất nữa, còn gì bằng. Chúng ta sẽ được biết kết quả ngay sau đây. Xin mời công bố kết quả của phần thi của thủ lĩnh Sam và thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm. Xin mời kết quả. Ngày mai được sáng hay giữa lòng ngờ là hình bóng ai. Tóc tay em đừng để em đi, đừng để em đi. Lỡ xanh giờ là để yêu nhau chẳng rơi xa. Giờ thắng rồi, không phục nữa thôi. Ừ thì chỉ giỏi. Yes. Và bây giờ là sự lựa chọn đối thủ của đội anh Lê Dương Bảo Lâm. Người ta nói diệt cỏ phải diệt tận gốc nữa. Đúng. Sam. Dạ. Anh cần cái thái độ thành khẩn của em, bớt hống hách lại. Không, em không có hống hách. Mà là em tự tin. À em tự tin à. Trên thương trường mà mình không có tự tin thì không bao giờ mình làm ăn đáng được hết anh ơi. À. Sam ơi. Giỏi. Sam, mình nghĩ là Sam nên viết sách đi Sam. Tại vì Sam có nhiều triết lý quá. Đúng rồi. Điều nữa. Chứ vậy quyết định chọn Ngọc Thuận. Chọn bạn áo trắng. Áo trắng kìa đây. Không, áo khoác đen, áo bạc, hai cái tay bằng bạc. Đen, đúng rồi. Đây hả? Đây hả? Không, anh bớt giùm em. Đây, chọn người ấy. Rồi, em ở giữa đó, đúng rồi. Ok. Và bây giờ, sự lựa chọn bài hát đến từ đội của anh Ngọc Thuận là gì? Ca khúc tiếp theo, bài Trái Tim Bên Lề. Sau đây là phần thi đấu của hai đấu sĩ thuộc đội thủ lĩnh Ngọc Thuận và thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm. Xin được phép bắt đầu. Đâu. Át chủ bài đã được Lê Dương Bảo Lâm nhấn chuông. Và xin mời đấu sĩ của Lê Dương Lâm về chỗ ạ. À. Lâm ơi, sao em mời người ta ra hát xong em bấm đổi là sao? Đó là chiêu trò của em. Chiêu trò nữa không? Đây là con gà cưng của em. Đó, em phải bảo vệ con gà của em. Xin được phép mời ác chủ bài của đội thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm bước ra sân khấu ạ. À. Được. Phương Anh, hát này. Và bây giờ, phần thi của đội thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm và đội của thủ lĩnh Ngọc Thuận xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày không nhận ra. Nhìn em không nói nên đâu nói chi đây. Tình yêu xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đau. Vì tim anh đây, vì yêu em nên đau xa. Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất lâu vì biết em chẳng hề biết đâu. Tình yêu ơi,
chọn say suốt đến từ con Lê trai Dương ơi, Bảo không Lâm. Sao cả, con nhìn trên bảng điểm đi, thấy chưa, ở dưới còn rất trắng, trên kia rất ngang tài ngang sức, không sao cả. Và bây giờ điểm số chúng ta đang nghiêng về của đội anh Lê Dương Bảo Lâm, nhích có một điểm thôi, nhưng mà thật ra là cả hai hát rất là hay, nhưng mà được bị một cái là bé bên đây thì còn chắc là kinh nghiệm chưa nhiều bằng chị, đúng không ạ? Tại vì là không... con út trong nhà, con út cho ra đấu trường sớm. Em thấy không sao phải là do cái bài hát này không có phù hợp với giọng ca của bạn ấy. Ủa, được chọn bài mà. Em sao vậy My? Em không biết nữa, nhưng mà em cảm thấy bạn ấy hợp với những cái bài như là nhẹ nhàng. Vấn đề mà chấm điểm để ban giám khảo em. À, ban giám khảo dưới chưa chấm điểm. Trời ơi. Quanh hả? Anh Thuận ơi, hả? Con út của anh hả? Đúng rồi, con út. Cái bài mà cháu lên ba, rồi em đi mẫu giáo rồi đó anh. Rồi thi với đội của em anh nha. Dạ. Không, nhưng mà thật sự là em thấy bé hát rất là hay, rất là cố gắng rồi. Và chắc có lẽ là với một người có dày dặn kinh nghiệm như chị Phương Anh đây thì có lẽ là hơi nhích một tí, không sao cả. Với lại mốc tặng quà, tặng cái gì có giá trị, đừng tặng móc chìa phá. Và bây giờ kết quả phần thi của đội thủ lĩnh Ngọc Thuận và thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm xin được phép công bố. Bác chủ bài ư? Sao? Không sợ đâu. Tình yêu xót xa khi bên đời em, và thấy em chịu nhiều đắng cay. Vì tim anh đây, vì yêu em nên đau giáng rơi. Xin chia buồn cùng với thủ lĩnh Ngọc Thuận và xin chúc mừng đội của thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm. Yeah. Cảm ơn nha, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi. Và xin cảm ơn chị Phương Anh rất nhiều và hy vọng sẽ gặp lại chị vào những tập sau ạ. Thực ra em thấy bé hát dễ thương, hát hay mà. Nhưng mà bị cái là chiến lược của anh Lâm quá hay. Quá hay, quá xuất sắc. Đưa một át chủ bài mà với kinh nghiệm mà giọng ca dày dặn như vậy làm sao mà bé đấu lại, đúng không? Đúng anh rồi. Kêu anh bấm anh không bấm. Thôi, tại vì truyền thống của đội anh á là cứ rớt hết chừa lại một người ở cuối chương trình. Chừa lại một người là anh á. Thì đúng rồi. Mới đứng cuối chương trình mà. Tụi em thấy chưa? Mẹ thua em đó. Dạ, mẹ thương con lắm, mẹ thương con lắm. Dạ. Xin được hỏi đại diện của ban giám khảo là giám khảo có nhận xét như thế nào về phần thi đấu vừa rồi? À, Lê Phương xin đại diện cho ban giám khảo để đưa ra lời nhận xét. Thì thật ra là Phương cảm thấy là anh Ngọc Thuận chọn cái ca khúc này nó hơi không phù hợp lắm với lại Linh Khay. Tại vì Linh Khay, thế mạnh của Linh Khay ở nhạc pop nhiều hơn. À, nhưng mà có điều là tinh thần của bạn rất là tốt khi mà bạn đứng trước một cái giọng nữ alto nổi tiếng như chị Phương Anh mà vẫn làm trọn vẹn được cả một bài. Đó là một lời đáng khen ngợi. Anh Lê Dương Bảo Lâm. Lại là anh. Đối thủ tiếp theo là ai? Anh đã giành hot quá rồi. Bên anh thắng bên Ngọc Thuận, chứ vậy anh quyết định là anh chọn bên đội anh Ngọc Thuận. À, rồi. Trong ba người đó thì em kết cái bạn mà bụng bự bự nhất. Bởi sao bây giờ khi mà bụng bự mà lấy hơi nhiều khi nó bị hụt đó. Bởi sao bây giờ khi mà bụng bự mà lấy hơi nhiều khi nó bị hụt đó. Màu đen. Wow. Rồi, xin mời bạn với màu đen. Ngọc Thuận, ca khúc nào anh sẽ lựa chọn? Hồi nãy chọn sai rồi, bây giờ... Giờ sai nữa đi anh. Theo thống nhất thì đội của Thuận sẽ chọn bài Qua Đêm Nay. Qua Đêm Nay. Và bây giờ phần thi đấu giữa hai đấu sĩ thuộc đội thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm và thủ lĩnh Ngọc Thuận xin được phép bắt đầu. Tình yêu tình dáng trong bao thành đôi, dần hoang sợ.
bạn về chỗ của mình ạ. Thật sự là nghe hai bạn hát xong thì ai thắng cũng được hết. Đúng rồi. Ai rớt cũng được hết, không sao cả. Và bây giờ điểm số lại một lần nữa đang chiếm ưu thế nghiêng về thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm. Quá trời. Thật sự hai bạn đối xử, bạn nào mà rơi xuống hố thì Diễm My cũng cảm thấy tiếc cả. Thôi thì bây giờ thì chúng ta hãy cùng đợi kết quả đến từ ban giám khảo, xin mời. Ơi biển xanh trong vời vời. Và bây giờ xin mời đại diện ban giám khảo hãy cho mọi người được biết là tại sao trong phần thi vừa rồi mọi người lại chấm cho đội của anh Lê Dương Bảo Lâm giành phần thắng ạ. Về chuyên môn trong phần thi giữa hai đội thì ngay lúc đầu khi mà bạn nam bạn cất giọng hát thì ban giám khảo chúng tôi rất là thích, vì chúng tôi thấy được rằng là bạn này có thể là đối thủ xứng tầm với lại bạn Kiều Anh. Tuy nhiên thì càng về sau thì cái bản lĩnh của bạn Kiều Anh vững hơn. Bạn Kiều Anh xử lý được bài hát nó tốt hơn, chắc chắn hơn. Và ở bạn nam có phần nao núng, cho nên là ban giám khảo chúng tôi quyết định là bạn Kiều Anh chiến thắng. Xin cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo rất nhiều. Và bây giờ xin mời thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm hãy đưa ra quyết định của mình, đối thủ tiếp theo lại. Lâm quyết định chọn đội anh Ngọc Thuận. Ây cha. Và bây giờ là sự lựa chọn ca khúc của đội thủ lĩnh Ngọc Thuận. Xin mời. cười kìa. Ước nguyện đã thành sự thật. Bây giờ anh Thuận sẽ là người đứng đây cuối cùng. Em xuống hát nha. Đau đớn quá. Bài Sợ đi. Đúng tâm trạng quá vậy. Bài Sợ. Và bây giờ phần thi đấu của hai đội thủ lĩnh Ngọc Thuận và thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm xin được phép bắt đầu. Mẹ ơi. Anh Ngọc Thuận nó bấm ép chú bài rồi ạ. Trời ơi. Anh không tự tin hả anh? Anh không tự tin với con mình hả? Đâu, anh muốn bảo vệ nó thôi, tại thấy nó sợ quá, thằng bé nó sợ quá. Chiến lược của anh Thuận quá tuyệt vời. Để không là người thua cuộc đầu tiên. Đúng không ạ? Sau đây là sự xuất hiện ác chủ bài đến từ đội của thủ lĩnh Ngọc Thuận. Xin mời ạ. Kiều Anh sẽ trụ được tới cuối hay không khi phải đấu với đối thủ là át chủ bài Orange. Xin giới thiệu nữ ca sĩ của bản hit Người Lạ Ơi, nữ ca sĩ Orange. Anh đừng sợ. Tại vì em sợ hơn anh rồi. Và sau đây phần thi đấu của hai đội thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm và thủ lĩnh Ngọc Thuận với ca khúc Sợ xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Bóng tối ghé qua nơi này, bóng tối cứ quay quanh đời.
trong nghi ngờ sao mình hoài nói đơn thế họ vẫn quá tell me why did you leave me I'm a cry I never cried for you baby trôi vào giấc ngủ sâu con tim bớt say sứt rồi lại tìm trong hư vô tìm nơi đâu bình yên vô về con tim khi tâm tư mỏi mệt để thêm đắng lòng hoang mang rồi lại một mình với lần đầu tiên mà sau khi kết thúc bài hát tất cả 13 vị giám khảo không được có ai đưa ra được điểm số bởi vì nó rất là khó bởi phần này ai hát cũng hay cả. Diễm My, nếu như là em thì em sẽ chọn bạn nào là người tiếp tục ở lại? Diễm My ơi, anh trích 1 triệu ra là 14 triệu tiền trà sữa. Mà cái lời nói của em không có giá trị điểm số anh ơi. Đâu, bây giờ em nói thử em thích ai? Em hả? Khó quá à. Vì anh, nếu mà anh là anh sẽ chọn 1 triệu trà sữa Will. Anh chọn, em chọn loại của anh. 1 triệu thuộc về em. Xin lỗi, thật ra là cả hai hát, ai hát cũng hay hết. Nhưng mà xin lỗi Oren một tí là bởi vì bạn này đã đấu 4 vòng rồi. Đấu sĩ mà đấu 4 vòng là thường thường là giọng với lại sức nó sẽ bị yếu, bị khàn hơn tí. Nên là nếu mà gọi là nếu mà các bạn này mà có thua thì là do là đấu nhiều quá mệt thôi. Bây giờ xin mời kết quả được công bố từ ban giám khảo ạ. Xin cảm ơn Oren rất là nhiều. Và ngày hôm nay bạn đã mang lại chiến thắng dành cho đội của thủ lĩnh Ngọc Thuận. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xê xích chỉ có một điểm duy nhất mà thôi. Và bây giờ xin được phép hỏi hội đồng ban giám khảo là đây là lần đầu tiên tất cả mọi người đều rất là khó đưa ra lựa chọn của mình ngay khi bài hát kết thúc. Bình thường á là trong lúc hát đã có điểm số sơ sơ rồi. Tại sao lại như vậy ạ? Xin mời ban giám khảo ạ. Vừa rồi Duy Đỉnh đã chọn Oren và không có chọn Kiều Anh. Thật sự đó là một sự nuối tiếc. Nhưng bởi vì cả hai bạn trình diễn quá xuất sắc,
Nhưng trong đó thì là một giảng viên thanh nhạc thì Đỉnh thấy là cái giọng của Orange thì nó sáng. Bây giờ Ngọc Thuận, anh Ngọc Thuận đã có chiến thắng. Mỗi lần kêu tôi hết hồn mà. Chiến thắng đầu tiên từ trước chương trình tới giờ. Có chiến thắng là được, có chiến thắng là được. Đúng rồi, với chiến thắng đầu tiên thì anh sẽ lựa chọn tới hồi tiếp theo lại. Tại vì nãy giờ em đứng bệnh buồn quá. Thôi bây giờ thôi đứng tiếp đi. Chọn bên đây nha, Tăng Phúc. Anh Lê Dương Võ Lâm, bà không biết là bài hát tiếp theo anh chọn là bài hát nào ạ? Đội của em sẽ chọn bài I Don't Believe In You. I Don't Believe In You. Và bây giờ phần thi đấu của hai đội thủ lĩnh Ngọc Thuận và thủ lĩnh Lê Dương Võ Lâm xin được phép bắt đầu. Chẳng thể tin ai nói mãi mãi sẽ chẳng phải. No, I can't believe in you. I know I can't believe in you. Đã lâu rồi. Hay quá. Đờn ông đấu với nhau là khác liền. Điểm số một lần nữa vẫn nghiêng về anh Lê Dương Bảo Lâm. Ngay sau đây chúng ta sẽ được chứng kiến anh Ngọc Thuận đi tiếp hay ở lại. Đúng không? Anh vẫn ở lại mà, lúc nào cũng đứng đây hết. Sam, với tổng thời lượng quá nhiều của bạn trong một chương trình như vậy, bạn đã lên rất nhiều chiến lược đúng không ạ? Đúng rồi, hồi nãy giờ là Sam đã lên từ chiến lược này đến chiến lược khác, thành nguyên cái thư viện luôn rồi. Nhưng mà đội của Sam vẫn chưa được hát. Và thật sự thì Sam nói chung là đứng ở đây á, với vị trí là không phải là một thủ lĩnh nữa mà gần như là một khán giả vậy đó, được nghe các bạn thể hiện cái tài năng của mình thì không có gì sướng bằng hết. Nhất là cái bài hát vừa rồi, với Sam là hai bạn cân tài cân sức. Xin mời công bố kết quả của phần thi vừa rồi ạ. Xin mời. I Don't Believe In You mà anh Phúc chọn thì cũng khá là phù hợp với quản giọng của mình. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ thực hiện tốt hơn đối phương cho nên là mình quyết định là mình chọn bài đó. Trận đấu này chắc chắn Liêm sẽ là người chiến thắng. No, I can't believe in you. I know I can't believe in you. Đã chia lìa, đừng nhắc đến nhau làm chi hỡi em. Nếu như mà mình được mời quay trở lại chương trình thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ lọt hố lần nữa. Khẳng định. Hey, bây giờ còn một đối thủ cuối cùng, chẳng có sự lựa chọn nào nữa, bắt buộc phải thi thôi. Sam, lựa chọn ca khúc đi. Bài hát mà đội Sam chọn đó là bài Em Sẽ Là Người Ra Đi. Thời gian không thể xóa đi những yêu anh hôm nào. Khoảng tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không nói em sẽ một ca khúc dự đoán. Ủa cái phong cách đó mà hát bài Em Sẽ Là Người Ra Đi hả? Dạ em hát tức được. Là rock cái gì chứ, được không? Dạ được. Được hả? Tại vì bài đó là của con gái. Và bây giờ là màn song đấu giữa hai đấu sĩ của đội Sam và đội anh Lê Dương Bảo Lâm với bài hát Em Sẽ Là Người Ra Đi. Xin được phép bắt đầu. Trời ơi. Rồi xin mời em về chỗ. Ây cha. Thôi không, để dành ác chú bài cũng có lợi ha. Thôi đừng nói mời chị Cẩm Ly ra cái xỉu liền nha. Xỉu liền luôn á. Và bây giờ xin mời ác chú bài của đội thủ lĩnh Sam sẽ được xuất hiện. Cảm ơn nữ ca sĩ Thái Bảo Trâm. Xin mời Trâm bước vào vị trí của mình. Trận thi đấu giữa đội của thủ lĩnh Sam và thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm xin được phép
bắt đầu. Cho nhau từng nụ hôn nồng ấm ân ái hôm nào, còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ trôi theo mây bay về tận cuối phương trời nào. Yêu nhau bao lâu về ngày mai thầm ướt trọn kiếp bên người, coi dù anh nói yêu thật nhiều một mình em, yêu vì nghiêng nhau tranh giành hết con tim yêu. Vì sao anh đành răng dối hỡi người. Thời gian không thể xóa đi tiếng yêu em hôm nào, quặng tim đau từng cơn khi thấy em vui cùng ai. Vì sao anh không nói lỡ hết yêu em rồi, tìm ra ngưng lần đau còn hơn mất nhiều cây đắng. Vì sao em lại nỡ răng dối tim anh ngồi người, vì sao em lại nỡ khắc ghi bóng hình ai. Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường về chẳng quen bờ mi, thì đôi ta đành chia tay. Vì yêu em anh sẽ làm người ra đi. Nhìn em có giống Minh Tuyết không anh? Em không thể dõi đến tiếng yêu anh hôm nào, cầm tay em từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao em không nói là hết yêu anh rồi, thà đó một lần đó còn hơn mang nhiều cây đắng. Vậy sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người, cầm tay anh mà tim anh thất kỳ bóng hình ai. Vì sao em lại muốn trong cả hai con đường lệ chẳng quen bờ mi, thì thôi ta đành chia tay. Vì yêu em tay em từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Sao em không nói là hết yêu anh rồi, và đau một lần đau còn hơn mất nhiều cây đắng. Sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người, cầm tay anh mà tim anh khắc ghi bóng hình ai. Sao em lại muốn trong cả hai con đường lệ chẳng quen bờ mi, thì đôi ta đành chia tay. Vì yêu anh sẽ là người xa. Lâu quá mới gặp lại Trong luôn á. Chữ chữ chạy chậm quá. Anh Lê Dương Bảo Lâm. Sao em sao cưng sao em ơi. Một lần nữa em xin thông báo với anh rằng điểm số hiện tại đang nghiêng về anh đó. Thật sự là Ngại quá. Quá mệt mỏi thiệt sự luôn. Đấu mà cứ thắng hoài luôn đó mọi người ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả từ ban giám khảo. Xin mời công bố kết quả phần thi vừa rồi ạ. Xin mời. Chọn cả hai con đường về chẳng quen bờ mi, thì đôi ta đành chia tay. Vì yêu em thuộc về đội của Lê Dương Bảo Lâm. Ta mời
Hơi tiếc đúng không Sam? Tiếc quá. Sao tiếc? Bạn còn chưa được hát nữa kìa. Thì đó, tiếc cho, là vì cho Lâm nghe chưa... thử một câu bạn đã hát được đúng không? Đúng rồi, Sam muốn là thành viên của đội Sam được hát một cái đoạn nhỏ nào đó. Never mind if I someone like you. I wish nothing but the pain for you to. Don't forget me, I may. I remember you say. Sometimes life's love, but sometimes it hurts insane. Hay quá. Hay quá. Mọi người ơi, im đi, MC nín luôn đi MC. Thật sự thì đội của Lâm rất là nhiều nhân tài mọi người ơi. Thì mới có hai thí sinh thôi đã tiêu diệt hết tất cả mọi người rồi. Bây giờ mọi người ơi, có muốn nghe cái giọng hát của người còn lại đội Lâm không à? Chỉ còn gần em một giây phút thôi. Một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Trời ơi, ổn ghê ha. Người theo cánh chim về vui với đời. Trời đất ơi. Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Ôi là trời. Hay quá. Chúng ta một lần nữa một tràng pháo tay cho chiến thắng của đội Lê Dương Bảo Lâm. Xin mời. Anh Lâm ơi, sao bây giờ cảm xúc của anh như thế nào anh? Cái này là do là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, em hiểu không? Tất cả những người tài năng là tập hợp cho cái ngôi nhà này. Anh Lâm ơi, nhưng mà em có một điều muốn nói là sao em cơ? Cũng xin chúc mừng ba bạn. Sau bao nhiêu nỗ lực, sau bao nhiêu cố gắng mà các bạn đã mang về được giải thưởng, nhưng mà các bạn sẽ không có đồng nào hết. Bởi vì 20 triệu anh Lâm đã chia hết cho tất cả mọi người rồi. Cái này là tiền riêng. Anh nói thì nói vậy thôi. Em mong chương trình là hãy cắt những cái khúc mà em tặng tiền cho mọi người đó. Thì em là nổi tiếng là bán bánh tráng, em có live stream bánh tráng này nọ thì em cũng hay lật rất là nhanh. Những cái lời đâu có làm chứng đâu đúng không mọi người? Một lần nữa xin được chúc mừng đội của thủ lĩnh Lê Dương Bảo Lâm với số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Đây, chúc mừng cầm chung đây. Và xin mời tất cả các thủ lĩnh và các đối sĩ còn lại bước lên sân khấu chung vui với đội của anh Lê Dương Bảo Lâm. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Và chắc chắn rằng vào những tập sau, chúng ta sẽ lại được theo dõi những màn đấu trí, những màn song đấu cực kỳ căng thẳng và đầy kịch tính đến từ các thủ lĩnh và các đấu sĩ. Xin cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa,